Vâng, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tự Học Nghề Lập Nghiệp. Cái tên cũng nói lên tất cả. Các bạn tự mình học nghề và tự mình lập nghiệp. Tôi là người đi trước hoặc là người đã song hành cùng với các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một điều, đó là lập trình Letful. Hiện nay trên thị trường có rất là nhiều cái phần mềm Letful như Unlet, HDLet, LED LED, LED Build, LED Control, LED Edit và LED T. Rất là nhiều cái LED. Và người ta có sử dụng một cái phần mềm đó là viết flash cho LED. Thì song song trên thị trường có rất là nhiều cái phần mềm như thế. Chúng ta phải lựa chọn nhiều cái mà để chúng ta ứng dụng trong cái công trình, các dự án của chúng ta nó hiệu quả hơn. Thông thường thì tôi sử dụng một số phần mềm của Unlet, cũng rất là đơn giản, khá đơn giản để lập trình cho nhiều dự án. Nhưng song song với phần mềm của Unlet trên thị trường Việt Nam cũng có những phần mềm như LED Build và LED AC. Thì LED AC là cũng là sự lựa chọn ưa chuộng của tất cả các nước trên châu của châu ở phương châu Âu hoặc là Việt Nam mình. Thì hầu như cái LED AC sử dụng ở tại thị trường Mỹ và các thị trường Trung Quốc rất nhiều. Thì dùng cho những cái dự án. Thì LED AC nó kết hợp với các bộ điều khiển tín hiệu Wi-Fi, GPS và nhiều tín hiệu module khác nhau. Thì với một cái thị trường phần mềm đa dạng như thế thì chúng ta sẽ là những người kỹ sư lập trình. Thì chúng ta sẽ có những sáng kiến sáng tạo để chúng ta lập trình cho những hiệu ứng đẹp, cho những dự án lớn. Nào chúng ta hãy cùng nhau tự học nghề và lập nghiệp trên phần mềm LED AC. Để không có tốn khỏi thời gian của các bạn thì các bạn sẽ tập trung mà cùng khai thác với tôi về phần mềm LED AC. Mọi thắc mắc và chưa nắm rõ về vấn đề, các bạn xin comment ở bên dưới, tôi sẽ phản hồi lại cho các bạn hoặc gọi đường dây nóng 0937576991 sẽ được tư vấn một cách tường tận. Và các dự án các bạn có gặp khó khăn, xin hãy gọi đường dây nóng, tôi sẽ có mặt và sẽ hỗ trợ cho các bạn. Xong, khi chúng ta mở lên phần mềm thì chúng ta thấy một cái giao diện như thế này đây. New có nghĩa là phần một cái dự án mới. Wide có nghĩa là bề ngang của một cái dự án và bề cao của một dự án. Chúng ta có thể thay đổi như thế nào tùy thuộc vào cái bộ khiển của chúng ta. Ở đây nó hiển thị ra ba cái bộ khiển, đó là ST18K, có nghĩa là một bộ khiển này chỉ cho ra một cổng thôi. Tương tự STK, ST4K đó là chưa ra 4 cổng. Đây hiển thị 4 cổng giống như các bạn đang xem. Và 8K thì 8 cổng. Còn lại cũng tương tự thôi. Tạm thời chỗ này chúng ta bấm Confirm. Thì ở chỗ này chúng ta mất đi cái giao diện này, nhưng ở bên dưới sẽ hiển thị giao diện cho chúng ta. Có thể thay đổi ở đây chiều ngang và chiều cao. Chúng ta có thể thay đổi ở đây. Tôi xin giới thiệu một chút xíu. Controller ST4K nó gồm có 4 cổng ra output. Mỗi một cổng output chứa đựng là tối thiểu giới hạn pixel, đó là 1024 pixel. Cái pixel này là cái điểm ảnh. Tôi ví dụ trên mỗi con LED có rất là nhiều pixel. Ví dụ con LED DX512 nó có khoảng 5 pixel hoặc là 7 pixel trên một điểm ảnh. Vậy cầu Cần Thơ là một cái cầu dùng một hệ thống LED AC và bộ điều khiển kết nối GPS. Thì cầu Cần Thơ điều khiển mỗi một pixel đó có, ở bên trong một pixel đó có khoảng 500 con LED full color và phất đại ra thành một pixel. Thì cây cầu Cần Thơ có trên 200
bóng đèn, có nghĩa là trên 200 pixel, 200 pixel với công suất là khoảng 500W hoặc là 300W để chiếu lên cây cầu Cần Thơ. Khi chúng ta đi đứng tầm nhìn xa thì cái hiệu ứng chiếu lên cây cầu rất là đẹp, tuyệt vời. Cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận và cầu Hóa An. Cầu Hóa An cũng là một cây cầu chiếu trình chiếu đèn LED, nhưng mọi điểm pixel của cầu Hóa An là 7 con LED. Mọi điểm pixel của cầu Hóa An đó là 7 con LED. À, còn LED pad thì ở dưới thì mỗi điểm pixel nó khoảng 50 con LED. Thì dụng ý ở đây của phần mềm ở đây là mỗi một bọt thì ra tối thiểu đó là 1024 pixel. Mỗi pixel có thể là hàng ngàn con LED, tùy thuộc vào cái con LED full của mình chúng ta sử dụng. Các bạn hiểu và nắm rõ điều này không? Mình sẽ đi tiếp. Nhìn quanh giao diện các bạn thấy đây là copy pad, là dán tròn tất cả bằng tay, nghĩa là ví dụ như bàn tay này để móc lên móc xuống đó. Các bạn có bàn tay thì cũng giống như công việc hàng ngày thôi, các bạn cứ dùng bàn tay để móc và ngón tay để móc hay là để cầm nắm những vật gì đó, thì ở trong đây cũng vậy đó. Chọn thì chút xíu nữa là chúng ta sử dụng thì có rất là nhiều cái công cụ ở đây, zoom là undo và redo, thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều ở trên này. Nhìn bên đây thì chúng ta thấy là đây là import file DXF và module set là vẽ bằng tay, add một điểm ảnh, chọn và những công cụ rất là đơn giản. Trên đây có nhiều cái công cụ mà không phức tạp lắm. Thông thường thì chúng ta sử dụng một cái dự án, tôi ví dụ để cho dễ nắm rõ cho các bạn biết, có rất là nhiều cái phần kết nối với nhau, thì trong đó có một cái phần 3 phần. Đây là phần vẽ sơ đồ, đây là phần design. Này là phần chạy hiệu ứng, tôi ví dụ chạy hiệu ứng thì có chút xíu tôi sẽ nói về vấn đề này. Phần này phần output là để xuất file. Trên cùng các bạn nhìn thấy đó, phần trên này thì các bạn bấm vào thì nó sẽ có một hiển thị như thế này đây, output picture, là nghĩa là sử dụng cái hình ảnh output, hình ảnh để cho khách hàng xem đó. Đây là mở một cái dự án đang làm lỡ dở, một dự án mới. Ok, để trở lại chương trình, tôi ví dụ mình đang có một cái dự án ở bên đây. Đây là một cái dự án của chúng ta. Thì đây là những điểm ảnh và những con LED chúng ta đã vẽ xong rồi đấy. Đó là những con LED. Thì tôi ví dụ một cái controller này nè, ra 4 cổng. Mỗi một cổng gì đã có thể chứa đựng được là 1024 con. Ví dụ cổng này 1204 con. Ví dụ ngọc cổng này là 1000 con, là 900 con, tùy thuộc vào cái dự án của mình. Nhưng đảm bảo hoạt động tốt, các bạn sẽ thấy sẽ cách đấu dây như thế này đây. Cổng số 1 vào của mình, nhưng tùy thuộc vào cái cách đấu dây của các bạn. Nếu các bạn đấu in bên đây thì các bạn phải để bên đây để cho đỡ dây tốn kém của các bạn. Tôi ví dụ có những cái cầu chúng ta đấu như thế này, đầu in từ đầu này trở về đây 2000 con LED, 1024 con LED, và đầu này trở về đây thì 1204 LED, thì bốn đoạn này bằng nhau hoặc là khác nhau như thế nào đó, thì cái bộ khiển mình đặt chính giữa thì nó sẽ tiết kiệm dây hơn. Và tôi khuyên rằng các bạn đi tín hiệu dây bằng tín hiệu dây cáp mạng, thì bảo đảm cáp mạng đó là tín hiệu bằng đồng nguyên chất, sẽ bảo vệ, có một lớp bảo vệ tín hiệu của bạn sẽ tốt hơn. Đây là các dự án, tôi ví dụ như các dự án như thế này đây, thì ở đây tôi mô phỏng là hai cái bột điều khiển, thì mình có thể là hàng ngàn cái bột điều khiển xung quanh, có nghĩa là kéo dài miệt mài cũng không sao, miễn sao mỗi một cổng, mỗi một bộ điều khiển mình có thể phân chia ra từng các dự án, và nó phải đúng trên sơ đồ như thế mới được.
Tôi ví dụ tôi ép một cái dự án vào đây. Đây các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái phần rau ria còn lại nè. Rồi, chúng ta sẽ lưu vào cái hệ thống Debit. Ta đặt đây là một cái phần mềm tên số 7 đi. Sau đó chúng ta mở dán lên và chúng ta chèn file DXF vào số 7. Ok, ta có tất cả cái dự án đây. Bạn thấy không? Mình gồm có 3 cái hộp. Hộp thứ nhất chúng ta thấy bị 175 con, 175 con. Tương ứng với cái cổng vào. Ok, mình đã có một cái dự án như thế này rồi. Bây giờ mình muốn thêm dự án thì vào đây. Muốn xóa dự án thì vào đây nhé. Và mình muốn đặt tên của con led của dự án. Ví dụ như trong một cái dự án chúng ta mà đi nửa chừng bị hết led ở đây là 1903 hoặc là 6803 hay là 52 DX52 hay là rất là nhiều cái loại led trên thị trường, chúng ta có thể dùng mã hiệu như thế nào thì chúng ta bấm chuột phải. Đâu? Đó, chúng ta có thể insert board và hiển thị tất cả các dự án của chúng ta ở đây. Làm xong một sai thì chúng ta quay lại. Ok, bây giờ công đoạn thứ hai là chúng ta design. Đây là cái chương trình hiệu ứng của tất cả các loại. Ví dụ như ở chỗ này chúng ta chọn một cái màu để mô phỏng. Ví dụ như tôi đã chọn một cái màu tất cả các bọt của mình nó là màu tím. Thì các bạn thấy không? Từ bên đây chạy qua bên đây màu tím hết. Đây là tốc độ chạy. Đó, tốc độ chạy nhanh chậm. Ở đây là chạy ngang. Đây là chạy moving, là chạy từ trái phải. Chạy đây. Các bạn thấy nè. Moving là chạy động. Để lên nè. Đó, lên là có nghĩa là chạy lên. Rồi chú thể ta bấm cái này đó, chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống, đổi 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 màu. Chạy xuống đổi màu. Chạy qua thì nó chạy qua đây như thế này. Và chúng ta có thể chọn nhiều màu trên này. Đó. Đó là nó chạy như thế này đây. Và khi mà đồng ý thì chúng ta bấm Control. Đó. Thì những dự án lập trình đơn giản thì chúng ta sẽ làm như thế này. Ở bên đây thì chúng ta có thể là chạy theo kiểu ứng hiệu ứng này như thế nào, nhiều nhiều loại chúng ta từ từ mà khám phá ha. Cái này thì tôi nghĩ đơn giản, các bạn sẽ mò ra về vấn đề này thôi. Đó, nhiều cái hiệu ứng. Và có thể chèn hiệu ứng ở bên ngoài nè. Hiệu ứng bông tuyết, hiệu ứng rất là nhiều hiệu ứng. Nha, ngôi sao bông tuyết nhiều. À, muốn làm gì đó trên đây cũng được hết.
ok chỉ bằng việc ok thôi. Xong thì các bạn sẽ thoát ra ngoài, các bạn cho chạy thử đó. Đoạn nào không ưng ý thì các bạn sẽ cắt đi nha, các bạn cắt đi. Và nó cho những cái đoạn cắt như thế này đây nha, chỉnh cái đoạn cắt, đoạn nào cắt thì bạn control đây. Ok rồi, sau đó chúng ta sẽ qua phần output, chúng ta có thể coi thử một lần lại nè, các bạn thấy không? Sau đó chúng ta output, lúc này chúng ta chọn IC đó, có rất là nhiều loại IC, dù DMX 512, DMX nhân 3 hay là cái đủ thứ bố xô đó, những cái 1903 nữa, rất là nhiều thứ đó. Rồi ok, chúng ta có thể là confirm ra. Đây tôi chọn là DX 50 12. Ok, và lưu lại cái file như thế này, nó có một cái đuôi đó chấm dat, nó cũng giống như là control let control và let edit gì đó chấm dat đó. Hai file này có thể mở với nhau, chung với nhau được nhé. Ok, và lưu lại và lưu vào thẻ nhớ. Ok, vâng, như vậy thì ta đã kết thúc được dự án rồi. Đặc biệt xin nhắc lại cho các bạn biết, Let AC có thể điều khiển được một thành phố, có thể điều khiển được một tòa nhà và 10 tòa nhà hay là 100 tòa nhà đều được hết nha các bạn. Đặc biệt Let AC kết nối với các bộ điều khiển GPS, có thể điều khiển tất cả các nơi trên thành phố. Vâng, mọi thắc mắc các bạn xin comment ở bên dưới. Nếu các bạn nào đã run về vấn đề Let Full này thì xin các bạn hãy chia sẻ để anh em cùng nhau học hỏi, để anh em cùng nhau tiến bộ. Và nếu có điều gì, có dự án gì mà đang còn bị trục trặc, còn bị lấn cấn về vấn đề này, các bạn sẽ vui lòng gọi đường số hotline đó là 0937576991. Ô sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn tối ưu nhất và có thể tư vấn tham mưu cho tất cả các bạn các dự án. Xin chào và hẹn lại các bạn clip sau. Clip sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng các phần mềm khác khác nhau để các bạn làm quen và tự mình lập nghiệp và học nghề.